Hôm nay mình học mình giải bài tập rồi, thứ tư mình sẽ học lý thuyết nha các bạn. Thứ sáu thì cái gì tiếp sẽ tiếp tục bài tập ha. Cái tuần sau mình sẽ làm bài. Này tuần 8 rồi đúng không? Còn 3 tuần nữa là xong rồi. 8, 9, 10. Như vậy tuần sau là viết lý thuyết rồi. Sau đó là mình sẽ làm bài tập, sẽ bài tập với lại kiểm tra thôi. Mình được hai bài quiz rồi đúng không? Rồi. Còn computer project với lại assignment chưa ha, thì chắc có thể là sẽ làm ở nhà quá, nếu có một bài mà không xong đủ thời gian đó, thì mình sẽ làm một bài kể làm ngoài giờ đó. Làm ngoài giờ. Ví dụ thầy chọn ngày thứ bảy ha, chiều hoặc là sáng gì đó. Ủa Kim Nguyên đâu thầy? Thầy không thấy mặt vậy. Đình Hiếu vậy mở cam ra đi. Rồi. Bài tập chương 8 thì mình cũng không có gì. Các bạn có biết cách nào chỉnh lại cái này không? Tại sao thầy bị như thế này vậy? Bạn nào biết cách chỉnh cái đó không? Chỉnh cái gì vậy thầy? Nhiên bị rớt mạng mà. Nên là sẽ tìm thầy bị cái kiểu này, không biết nó bị cái gì nữa mà. Hết rồi. Rồi được. Rồi nhá, bây giờ sẽ bài tập nhé. Trước tiên mình sẽ bài một trước đi ha. Có ai xung phong không? Đăng để xem còn những người nào xung phong nữa nha. Hãy đăng thôi đúng không? Lâm Duy rồi, đây xem hai bạn ở điểm như thế nào. Hãy đăng chưa có. Lâm Duy có rồi, rồi hãy đăng làm đi em, chiếu bài của mình lên. Thầy thấy chưa thầy? Chưa. Đó thầy xem. Phóng to xíu nữa em. Rồi cái bài này ha. Một công ty sản xuất bóng đèn có tuổi thọ sắp chung sắp xỉ. Tuổi thọ đây là nó tính sắp xỉ phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là 40 giờ. Nếu một mẫu gồm 30 bóng đèn có tuổi thọ trung bình là 7-80 giờ, hãy tìm khoảng tin cậy 96% ha, cho tuổi thọ trung bình của bóng đèn, của tất cả bóng đèn cho do hãng này sản xuất. Câu 2 là cần một mẫu lớn đến kích thước mẫu cần lớn đến bao nhiêu, đến mức nào nếu chúng ta muốn chắc chắn rằng là 96% khoảng tin cậy ha, 96% tin cậy khoảng giá trị trung bình mẫu của mình, trung bình mẫu của mình
sẽ nằm trong khoảng là 10 giờ so với giá trị trung bình thực. Tức là ở đây nó muốn yêu cầu là cần mẫu lớn đến mức nào á để là chắc chắn là 96% giá trị trung bình của mình, trung bình mẫu á, là nó có sự sai lệch so với trung bình thực á là 10 giờ. À, rồi bây giờ xem bài của bạn. Một chỉ alpha, alpha là 0.04. Đúng rồi. 0.98. 2.05. Rồi lấy 2.05 cũng được. À, có tin cậy đối xứng. Đúng rồi. Mẫu lớn đúng không? Các con nói mà dùng công thức đó hả? Cái này thực ra thì lý luận mình cũng được. Tức là ở đây á, dùng công thức là N bằng Z alpha chia 2 chia cho cái E, đó là cái khoảng, E là cái gì, cái sai số đúng không? Cái E theo lý thuyết của mình là cái gọi là độ chính xác của ước lượng à, thì dùng cái đó cũng được rồi. Rồi đúng rồi, 68 nha. Rồi như vậy Hải Đăng đúng không? Được 1 điểm. Rồi từ bạn đang để bài đó đi, để bài thầy xem cái chiếu lại đi. Rồi để em nha, để thầy coi như là thầy chụp lại đi ha. Tạm coi như là cái đáp án vậy. Rồi em tắt đi. Án thì có hai, tuy nhiên là thực ra thầy cũng làm rồi nhưng mà thầy muốn là lấy hai thứ ra cho các bạn xem luôn để các bạn có dịp so sánh sự khác nhau như thế nào. Rồi thì ha, rồi bây giờ các bạn xem như thế này, bài bạn đang làm đúng rồi nhé, nên là không vấn đề gì nữa ha. Rồi bây giờ tiếp bài thứ hai, bài 23 thì cũng dễ mà đúng không, không vấn đề gì. Nhắc lại tí xíu về cái này thì mình xem lại chỗ này xíu và kích thước mẫu ha. Chương 8. Chỗ này. Cái sai số nè, cái này là sai số nè, đúng không? Thì khi mà thầy làm á, thầy cũng làm tương tự cái đó nhưng mà thầy diễn đạt ra chỗ này xíu luôn. Thật ra là sai số bán bằng 10 thì nó hợp lý hơn chứ phải bằng 10 đâu ha. Mà thôi bây giờ sửa ra cho nó bằng 10 luôn đi rồi. Rồi, đây là cách giải. Cái này thì thấy là 2.55 bởi vì là thầy khác tí xíu là thầy do lấy trung bình cộng á. Nha, của hai giá trị chứ không thì thôi cũng được, sai số tí xíu thì các bạn cứ thực ra đi thi mà kiểm tra thì nó sẽ cho sẵn vào những giá trị đó thì mình tính cũng sẽ dễ hơn ha, không phải lo. Rồi để mình chỉnh lại chút xíu nữa coi có cắt bớt rồi để kéo nó to ra một xíu. Thầy để hai bài luôn ha để các bạn thấy được cái sự khác nhau về sai số xíu. Rồi bây giờ bài tiếp theo là bài nào? Bài 23. Bài 23 thì cũng không khó. Rồi bạn nào làm được hai bài này luôn không? Ai xung phong không? Thôi Lâm Duy
mới có điểm rồi thôi chứ. Ủa xin lỗi, không phải, à nó là Hải Đăng đúng không? Lâm Duy hả? Lâm Duy có một điểm rồi đúng không? Từ từ nha. Những người chưa có điểm rồi sao các bạn không xung phong? Những người chưa có điểm các bạn xung phong đi chứ, để kiếm điểm chứ. Chứ để những người có điểm làm rồi xung phong không à. Lâm Duy đợi xíu nhé, ngoài Lâm Duy đây còn ai nữa không? Ngoài bạn Lâm Duy đây còn ai nữa không? Hỏi các bạn Việt Hùng, Vân Khánh, Đình Hiếu, coi lại cam của mình coi. Sao thầy không thấy các bạn hiện lên vậy? Để em có bắt cam mà thầy. Rồi Đình Hiếu thấy rồi. Còn Việt Hùng với là Vân Khánh nè. Bạn Việt Hùng đó, Việt Hùng hay Việt Hưng gì nè. Tắt cam 15 phút rồi, ok. Ngoài bạn Lâm Duy đây còn ai nữa không? Rồi nếu không có ai thì Lâm Duy chiếu lên đi. Bài 2 ha, chiều cao của một mẫu ngẫu nhiên gồm 50 sinh viên đại học cho thấy chiều cao trung bình sẽ là 174,5 cm và độ lệch chuẩn là 6,9. Xây dựng bản tin cậy 98% cho chiều cao của sinh viên, cho chiều cao trung bình của tất cả sinh viên đại học. Rồi, đó là bài 3. Như vậy các bạn luôn. Ủa, để im chưa gì tắt rồi. Các bạn lưu ý nha, các bạn lưu ý giùm thầy cái chỗ này. Đó là kích thước mẫu N lớn bằng 50 lớn 30 á. Như vậy thì cái khoảng tin cậy của mình sẽ chọn á là x ngang cộng trừ sigma chia căn N nhân Z của alpha chia 2. Đúng chưa? Sigma có rồi. Rồi, đúng. Từ từ, phóng to lên xíu nữa. Rồi tiếp tục đi. Bài tiếp theo là bài nào? Bài 2 rồi đúng không? Để tới bài 3. Rồi một mẫu ngẫu nhiên gồm 100 xe ô tô ở một bang Virginia ha, chỉ ra rằng là cho thấy một chiếc ô tô nó sẽ đi trung bình là 23.500 cây số mỗi năm với độ lệch chuẩn là 3.900 cây số. Giả sử rằng sự phân phối của các cách đo ở đây á là phân phối chuẩn, sắp xỉ chuẩn, yêu cầu hãy xây dựng hay đi tìm cái khoảng ước lượng tin cậy, khoảng tin cậy 99% cho số km trung bình của một ô tô ha, lái hàng năm, chạy hàng năm ở Virginia. Rồi này quá dễ đúng không? Rồi để đây nha, coi như thầy chụp lại xíu. Ủa alpha rồi. Ủa chưa gì, đi. Rồi được rồi. Nhưng mà bạn Lâm Duy đúng không? Rồi em tắt đi. Thầy lấy lại sau này cho các bạn coi thôi chứ cũng có gì, chẳng có vấn đề gì ha.
Như vậy là bài số 3 rồi. Trời, lớp này còn có người làm bài. Lớp lúc nãy hả? Lười không làm luôn, chán. Vậy mà chán luôn, thiệt muốn nghỉ luôn. Vậy các bạn không làm thì các bạn cứ đợi thầy chép, thầy làm cho các bạn đúng không? Học vậy hiệu quả gì nữa. Rồi ha, như vậy thì Lâm Duy phải không, được một điểm nữa thành hai rồi. Rồi tiếp nhé, bây giờ mình làm tiếp bài số 4, số 5 đi. Bài này là 14, bài 5 được, hai bài luôn. Bài số 4. Bài 4 là gì đây? Một chuyên gia mong muốn xác định thời gian trung bình để khoan lỗ, khoan ba cái lỗ trên một tấm kim loại ha. Bài cần một mẫu lớn đến mức nào để chắc chắn là 95% giá trị trung bình của mẫu sẽ nằm trong vòng 15 giây so với giá trị trung bình thực sự. Giả sử rằng là dựa trên những nghiên cứu trước đây mình sẽ có cái độ lệch chuẩn là 40. Bài 4 này nó cũng tương tự bài 1 câu B á. Đúng không? Rồi. Ai làm được? Bài 4 cũng dễ mà, có gì đâu. Bài 5 thì dễ thôi. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 10 thanh sô-cô-la của một thương hiệu ha, nhất định có trung bình là 230 calo mỗi thanh. Với độ lệch chuẩn là 15 calo, hãy xây dựng khoảng tin cậy 99% cho hàm lượng calo trung bình thật của thương hiệu này. Giả sử rằng sự phân phối của hàm lượng calo là phân phối sắp xỉ chuẩn. Rồi, ai làm được không? Là Xuân Phong, những bạn chưa có điểm á, hoặc những bạn điểm chưa cao á, thì Xuân Phong đi để kiếm điểm làm. Kiếm điểm ha, chứ các bạn không tích lũy điểm bây giờ thì đi thi các bạn sẽ nặng nề thôi. Thì thầy nói việc học là việc của các bạn nha, các bạn phải tự giác. Thầy sẽ không có ép gì quá nữa. Mất công các bạn nói là ép thì nó gây áp lực ha, mệt. Không nghiêm túc thì các bạn không học, mà nghiêm quá thì các bạn nói các bạn nói là áp lực khó quá. Đường nào cũng chết. Ở đây khá nhiều bạn chưa có điểm nè, các bạn có làm không? Việt Hùng, Văn Nam, Đức Mạnh, Công Hưng, Trung Nguyên, Đức Trung, Duy Khang, Quang Nhật, Hoàng Việt, nói chung khá nhiều á. Bạn Duy Khang có muốn làm không? Duy Khang làm bài chưa? Duy Khang có đi học không? Ờ có nè. Sao em có muốn làm bài đâu? Em làm chưa? Làm để kiếm điểm cộng. Bạn Duy Khang nghe thầy nói không?
Rồi em có em làm bài chưa? Em có thể làm bài số 4, số 5 được không? Ủa xong trả lời gì vậy ta? Bây giờ làm hay không thì cũng phải nói chứ. Ủa Di Khang, em có làm không? Bây giờ làm hay không thì nói. Rồi, nhưng mà em làm bài chưa? Em làm bài ở nhà chưa? Rồi cũng không trả lời luôn. Em có làm rồi, rồi ủa có làm rồi sao không? Rồi chiếu lên thử đi, chiếu lên thử đi thầy coi coi. Ủa sao em có làm thì nó không làm được là sao? Bây giờ không làm được là tại sao? Không hiểu hay là không làm, không biết làm, không muốn làm? Ủa thì bây giờ thầy phải cần tìm biết nguyên nhân để thầy xử lý chứ, bây giờ các bạn không nói gì hết giờ làm sao? Không biết làm. Ủa không biết làm là em không học bài hay là em không hiểu bài hay là sao? Nãy giờ những bài đó các bạn đều, các bạn khác đều làm được mà. Công thức có rồi mà. Em phải nói nguyên nhân của mình đi chứ. Không rõ công thức chỗ nào. Em bật mic lên em nói đi, thầy sẽ hướng dẫn lại. Chỗ này không rõ thì em nói đi, thầy sẽ hướng dẫn lại. Chỗ nào em không rõ? Nói em không rõ công thức nào. Ở đây không rõ chỗ nào. Các bạn khác chịu khó đợi xíu nha, để thầy xem các bạn Khang bạn không hiểu chỗ nào thì thầy phải hướng dẫn lại chứ. Anh nói đi Duy Khang, sao em không lên tiếng? Ủa bây giờ sau này các bạn nghĩ người khác, các bạn nói chuyện với người ta không trả lời mình thì các bạn nghĩ thế nào? Các bạn khó chịu không? Trong khi thầy lớn hơn các bạn nhá, chứ không phải là ngang hàng đâu. Nhưng không nói chỗ nào thì nói, để thầy có một có hướng xử lý. Chứ bây giờ các bạn cứ như vậy hoài thì cứ im vậy rồi sao được. Ủa Duy Khang em lên tiếng đi chứ, sao em không nói như vậy? Bây giờ thầy hỏi các bạn nha, giữa hai người bạn với nhau nói chuyện, các bạn hỏi người ta không trả lời, các bạn nghĩ thế nào? Các bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Thành Nhân trả lời thầy thử coi, nếu bây giờ giả sử một người bạn nói chuyện với em nói chuyện với một người bạn, em hỏi hoài người ta không trả lời, người ta lơ em luôn, thì em sẽ nghĩ như thế nào? Dạ, em thấy mình không được tôn trọng. Rồi, không được tôn trọng. Trong khi là người ngang hàng với em á, em còn thấy như thế. Bây giờ thầy là phải là thầy của các bạn nhé, lớn hơn các bạn về tuổi đời nha, chắc chắn lớn các bạn nhiều.
mà bây giờ thầy hỏi này không, thầy nói không trả lời không gì hết. Vậy thì dành sự tôn trọng các bạn dành cho người lớn là như thế nào? Ủa, các bạn ra ngoài các bạn gặp người lớn các bạn cũng chào hỏi vậy, có thể người đó không phải là thầy các bạn, các bạn cũng chào hỏi này kia vậy, người ta hỏi cũng trả lời, sao bây giờ tại sao thầy hỏi lại không trả lời? Trong khi thầy là thầy người trực tiếp dạy các bạn, cho các bạn kiến thức, truyền những các bạn kiến thức, kỹ năng. Rồi, về tự mà suy nghĩ lấy. Rồi, không nói thì thôi, bỏ qua luôn đi. Tiếp tục, bây giờ bạn nào xung phong làm không? Bài 4, bài 5. Còn việc học của việc của các bạn ha, các bạn không học thì thôi. Rồi, không ép nữa. Ai học thì bắt môn, học nghiêm túc thì bắt môn, không thì thôi. Rồi, Duy Khang không làm thì thôi, không sao. Việc không mở cam luôn đi. Đợi người khác, có bạn nào không? Bạn nào làm bài 4, bài 5 không? Một phút nữa coi xem Hải Đăng hả? Hải Đăng có điểm rồi phải không? Mới làm mà đúng không? Hải Đăng mới làm mà, thôi dành cho người khác đi. Những người khác có ai muốn làm không? Chưa có điểm á, những người chưa có điểm á, nhiều mà. Vậy là với một bạn làm hoài à? Chỉ sợ nếu các bạn nó không hiểu bài thì các bạn cứ nói thì thầy giảng lại, chứ có vấn đề gì đâu. Nhưng mà nãy giờ một số bạn làm được rồi, chứng tỏ không phải là không hiểu bài đâu, đúng không? Đây có một số bạn chưa có điểm này, ai muốn xung phong không? Thôi, không ai làm thôi. Mệt quá. Bài 4. Cái này thật ra là phải bằng 15 thì cũng không hợp lý. Tại nghĩ phải cho nó bé bằng 15 thì em đúng, chứ không mà sao bức thức nó sai. Còn không thì sẽ chỉnh lại theo cái hướng là giống như tài liệu mình luôn ha. Hoặc là chỉnh lại cái đó luôn đi, cho nó là bằng 15 cho nó giống đi. Rồi. Như vậy thì cái này bỏ cho các bạn. Các bạn. Cái này thì mình sẽ viết lại là cái n của mình ha, là bằng cái gì đó. Chứ còn nếu cái này bằng 15, cái này bé hơn này mà suy ra này phải là lớn 15 mới đúng. Đúng không? Lớn 15 thì n sẽ bé hơn bằng rồi. Nó không hợp lệ. Như vậy sửa lại công thức tí xíu.
là mình sẽ tìm dùng công thức này. N ha, kích thước mẫu N. Epsilon chia E đúng không? Sigma chia E chứ. Nhưng cho Z alpha chia 2. Stop. Rồi. Cho lẹ cả bình phương. Vào luôn bằng sigma là bao nhiêu ta? 40. Sửa lại chút luôn. Rồi. Rồi, vậy ha. Đó, những bài này. Được công thức hơi giống giáo trình luôn đi. Một cái này là 40. Một sai số này là bao nhiêu? Đâu có. 10 đúng không? Này 10 thôi chứ. Rồi ha, bây giờ tới bài số 5 thì các bạn tự làm được không? Được. Phải không? Bài 5 đâu có gì đâu khó. Bài 5 tương tự bài 2 và 3 thôi ha.
Rồi bây giờ bài 6 nè. Ai làm bài 6 bài 7 được? Hai bài 6 7. Có người xung phong. Kim Nguyên. Đợi xíu nhé, Kim Nguyên để xem coi. Rồi ok Kim Nguyên làm đi. Rồi chị Kim Nguyên chiếu bài lên đi. Bài 6 đúng không? Em phóng to lên. Bài 6 là gì đây? Từ từ nha, để thầy xem cái đề nha. Bài 6. Cái phép đôi sau đây ghi lại thời gian khô ha. Thời gian mà khô tính bằng giờ của một nhãn hiệu sơn. Rồi. Như đó, giả sử rằng cái phép đo đại diện cho một mẫu ngẫu nhiên từ một tổng thể có phân phối chuẩn. Hãy tìm khoảng tin cậy 95% cho giá trị trung bình của thời gian khô. Như vậy cái bài này mình thấy là nó chỉ cho cái số liệu của mẫu, kích thước mẫu là 15 phải không các bạn? Không cho phương sai của tổng thể. Như vậy mình phải dùng phương sai mẫu rồi. Ủa sao bạn này là bạn gì đây? Kim Nguyên lại làm thế này. Trung bình là 3,79 hả? S0,97 đúng không? Rồi. Độ lệch N bước tự do là 14 rồi. Cái giá trị tới hạn 1 trừ cho alpha chia 2 chứ. Khi bình phương mà. Phương phối student đúng không? Cái này là nó liên quan tới cái chỗ mà trường hợp N nhỏ hơn 30 mà ít có phân phối chuẩn. À, như vậy thì cái thống kê của mình chọn là g là x ngang trừ mu nhân căn n chia cho s, với s là phương sai của mẫu. Như vậy ở đây mình sẽ cần tính hai cái giá trị tới hạn là cái gì? T n trừ 1 alpha chia 2 là giá trị tới hạn mức alpha chia 2 của phân phối student n trừ 1 bậc tự do. Được chưa? Như vậy thì bây giờ ở đây độ tin cậy là bao nhiêu các bạn? Trong bài này độ tin cậy là 95%. Như vậy 1 trừ alpha là bằng 95%, 0,95, như vậy alpha là 0,05. Alpha là 0,05 thì alpha chia 2. Để thầy xem lại nhé, cái giá trị này kia cho nó đúng chứ không là nó sai thì nó phiền. Ủa, cái bài này có vẻ hơi lạ nha. Cái này em tính là cái này cái gì đây? Cái này là một, cái này là alpha này đúng không? Alpha chia 2 nè, 1 chia alpha chia 2 hả? Rồi cái này là cái gì? T nhưng cho S chia căn n là cái gì đây? À rồi rồi, cái giá trị tới hạn đúng không? Ủa sao ký hiệu như thế? X cộng trừ sigma rồi. Rồi các bạn làm như thế thì rõ ràng là x cộng trừ s căn n nhân cho t n trừ 1 tức là giá trị tới hạn mức n alpha chia 2 của phân phối student n trừ 1 của tự do. Trung bình mẫu 3.79. Và sao lại trừ hết vậy? Cái trừ cái cộng chứ. Tác giả. Cái dưới cộng
cộng rồi cái đó cộng đúng rồi đó. Từ từ nhé, để xem thầy xem lại nhé. Một trừ à, một trừ alpha chia hai à. Lý thuyết mình là phải tính cái alpha chia 2 với ta. Alpha chia 2 của mình là bao nhiêu? 0.025 đúng không? Rồi n trừ 1 là như cái này là 2.1448 hả? Rồi để thầy xem lại. Không đúng rồi. Alpha chia 2 là bao nhiêu? Alpha chia 2 là 0.025 đúng không? 0.025 mà mẫu là bao nhiêu các bạn? 15 chia 1 là 14. Như vậy mình phải dùng cái phân phối Student. Phân phối Student nào? Cái giá trị tới hạn phải là T N chia 1 alpha chia 2 mới đúng. Đó là giá trị tới hạn mức alpha chia 2 của phân phối Student N chia 1 bậc tự do. Thôi em từ từ nhé, bây giờ thầy mượn kết quả của em tí xíu. Thầy cho để cứ để đi. Thì nó hết pin rồi tắt đi. Thầy chỉ cần dùng cái để thầy sẽ giải lại nha. Cho thầy xem kết quả của trung bình mẫu với lại phương sai đi. Các bạn kiểm tra lại giùm thầy xem các bạn đã tính đúng không? S x ngang với lại S này đúng không? Kiểm tra lại giùm thầy một cái, thầy sẽ làm lại. Thầy nghĩ cái này hình như nó sai rồi. Bài số 6 rồi. Kiểm tra giùm thầy coi bạn đã tính đúng không? S với lại x ngang đúng không? X ngang bằng 3.79 đúng không? S là 0.97. 0.97. Rồi thầy sử dụng hai này thôi. À, do thầy chưa có tính. Bài này nghĩ cho các bạn tự làm nên không có tính. Rồi bây giờ thôi làm luôn đi. Chứ mất công là cái này ha, coi như là mình sử dụng cái khoản tin cậy. Do là có phân phối chuẩn đúng không? Cái này phải gọi đàng hoàng ha, mình gọi x đi. À, thời gian để cho sơn khô thì ở đây nó đã cho ít có phân phối chuẩn rồi đúng không các bạn, phân phối chuẩn rồi. Trung bình thì mình sẽ có điều này ha, có những cái này. Bây giờ cái khoản tin cậy của mình đó là khoản nào? Khoản tin cậy của mình sẽ là khoản tin cậy 95%. X trừ X chia căn N nhân cho cái thằng này alpha chia 2 đúng không? Vậy thì copy qua đi chứ có cái này rồi lấy là biết làm gì trời. Phải tin cậy. Cái này ở đây là do là mình sẽ dùng cái lý thuyết này nha các bạn, chỗ này nè, do là mẫu nhỏ đúng không, mẫu nhỏ cái này ha, sigma chưa biết
Nên và thống kê này sẽ có phân phối student energy một bậc tự do. Được chưa? Rồi. Thì cái khoản tin cậy đối xứng của mình đó là thằng này. Với cái thằng này là gì? Giá trị tới hạn mức alpha chia 2 của phân phối student energy một bậc tự do. Vậy bây giờ mình có được tới đây rồi, phải có tin cậy này rồi đúng không? Ở đây mình thêm vô xíu đi là n là bằng 15. 15 ha. Rồi. Bây giờ mình tính cái gì đây? Tính alpha. Có 1 trừ alpha nè là bằng 95. Vậy thì suy ra alpha sẽ bằng 0.05. Rồi suy ra là cái t. Hay là chiều 1 tự do là 15 chiều 1 đúng không các bạn? Và ghi ra luôn. Đây. Cái này sẽ là 0.025. Còn ở đây là nhiêu? 14. Này sẽ bằng mấy? Mình tra trên bảng. Ủa bạn gì? Mình tra bảng mình thấy nè. Alpha nè, 0.025 nè. Là cái này đúng không? Rồi 14 nè. Như vậy nó là 3.326 chứ. Còn nãy bạn kia là bạn sao là 2 chấm mấy được? 2.1 cũng 48 đâu ra vậy ta? Ba chấm ba hai sáu chứ đúng không? Các bạn có làm giống vậy không? Như vậy mình suy ra được ha, cái khoản tin cậy của mình. Thay số vào đây. Mình sẽ làm như thế này. 3.79 ừ. S là 0.97 tăng của 15 nhân cho 3.326 rồi nhân này cộng, các bạn tính giùm thầy coi đấy ra bao nhiêu vậy, tính giùm thầy một cái coi. Chúng ta thử coi ra bao nhiêu. Cái khoản này cái đồng muốn bên trái trước đi, bao nhiêu vậy? Thầy chưa xem màn hình thầy ơi. Ồ chưa hả? À bạn gì tắt đi để thầy xem màn hình cái. Nè, tới giúp thầy coi ra nhiêu. Sao là 2.145? Alpha chia 2 mà. Alpha của mình bao nhiêu?
đây là phải tính kèm đối xứng đúng không? Cái đề yêu cầu là cái gì? Phải... không phải 0,5. Như vậy thằng này T của N trừ 1, alpha chia 2, alpha chia 2 là 0,025 đúng không? Rồi, thằng này là 14. 15 trừ 1 là 14. Vậy thì tra vào bảng ở đây thì sao ra được như đó? Đây nè. Bảng này là bảng... đúng rồi mà. Student là cái này nè. Cái này khi bình phương. Quên xin lỗi, cái này không, cái này mới là 0.025 này phải không? Cái này mới đúng rồi, quên. Cái này là 0.0025 rồi. Như vậy là 21. Đúng rồi, 2.145 do nhầm ha, xin lỗi các bạn. 2.145. Rồi, tính lại. 2.145. Rồi tính giùm thầy con ra bao nhiêu? Thằng này là ra bao nhiêu đây? Bấm lại, bấm thử xem. 3,253 hả? Là đầu mũi bên trái đúng không? Còn bên phải là bao nhiêu? 3,25 với lại 4,33. Rồi. Gậy của mình ha. Rồi, cái này viết như vậy thì không hợp lý lắm. Không biết vậy nha các bạn. Đó. Ở đây sẽ là mi, nó nằm trong đây. Không bằng ha, mà là tương đương. Cái trung bình của mình nó sẽ nằm trong cái khoảng này. Rồi, biết vậy luôn. Nha. Ủa rồi bạn lúc nãy là bạn nào làm ta? Em. Rồi chiếu lại thầy xem lại coi. Nó cũng gần kết quả như vậy đúng không? Hai phẩy một bốn bốn tám hả? Ủa sao em lại ra con số, em con số em tính như thế nào vậy? 0,975 đúng không? 0,975 thì coi cái bảng này như thế nào coi. 0,975 này không có rồi, nhưng mà em tính hình như em tính sai nhá. À, sao ra được con số đó tác giả? Tác giả sao ra được số đó? Em tra cái Z hay là tra cái T vậy? Tác giả sao ra được số này? Sao ra được 2.1448 ở đâu? Cũng ra kết quả đúng kìa, 425, 325 đúng không? 433 đúng không?
Ủa nhưng mà ở đâu mà em ra được con số đó? 2.148. Tác giả giải thích giùm thầy đi. Chứ không sao em biết được em làm, đúng chưa? Kim Nguyên đúng không? Rồi. Sự kỳ ta, các bạn làm mà có vẻ sao thấy có vẻ mơ hồ vậy? Ủa là em tra Z hay em tra T vậy? Em tra cái phân phối chuẩn hay là phân phối student vậy? Em tra T. T mà sao nó ra kỳ vậy? Sao lại ra kết quả như thế? Em tra ở đâu? Mạng. Chỗ nào? Em tra chỗ nào? Tính ra cái này thì ra cái này à? Trời ơi, thôi tắt giùm luôn đi. Lạ ghê, sinh viên riết giờ hỏi không trả lời. Tắt đi, em đừng chiếu nữa. Kim Nguyên ngưng chiếu đi. Thì bài 6 là như thế này ha. Rồi. Bài 7 thì cũng dễ thôi các bạn. Bài 7 thì nó cũng tương tự thôi nha, xây dựng khoảng tin cậy vậy thôi. Không có gì khó hết đó. Như vậy bài 7 này ha, nó nói về cái gì? Kinh nghiệm trước đây cho rằng là độ bền của sợi được sử dụng trong sản xuất vật liệu có phân phối chuẩn với sigma bằng 2. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 9 mẫu, 9 đối tượng, 9 sản phẩm ha. Được thử nghiệm với độ bền trung bình được tìm thấy là 98 PSI. Tìm phải tin cậy 95% nha, phải tin cậy hai phía về độ bền của độ bền và độ bền trung bình. Vậy thôi. Thì đơn giản ha. Cái này nó cho mình phân phối chuẩn rồi đúng không? Ờ, cho phân phối chuẩn rồi. Vậy thì ở đây kích thước mẫu mặc dù là chính nha, kích thước mẫu nhỏ. Nhưng mà đã biết phân phối chuẩn rồi thì mình cũng dùng công thức này để ước lượng trung bình. Nhắc lại luôn. Kích thước mẫu nhỏ hơn 30. Như vậy cái khoảng tin cậy của mình
không có chuẩn. Như vậy đây là cái khoảng này, phải không? Như vậy trong đây là cái thằng thống kê G này có phương phó chuẩn tắc. Như vậy Z alpha chia 2 này là giá trị tới hạn mức alpha chia 2 của phương phó chuẩn tắc. Nha, vậy mình tra bảng ra thôi. Thì mình tính toán ha, mình thấy nó như thế này. Z của 0.025 sẽ bằng 1.96, cái này quen rồi, 1.96. Như vậy thằng này sẽ bằng là x ngang nè trừ sigma chia căn n nè nhân cho Z của alpha chia 2. Rồi thì nó ra như đây thôi, xong. Rồi đơn giản ha, có gì khó hết đó. Được chưa? Vậy là bài 7 xong. Này công thức không à, các bạn chỉ việc ráp vô thôi chứ chẳng có gì khó đó. Thầy nói thiệt luôn á. Ráp vô thế tính đâu yêu cầu các bạn phải chứng minh lại công thức đâu. Quan trọng là mình dùng công thức nào cho đúng thôi. Ví dụ đây mình thấy ha, mẫu nhỏ nè, nhỏ 30 nè, nhưng mà lại có phân phối chuẩn rồi. Tức là tổng thể có phân phối chuẩn rồi. Vậy thì cái khoảng tin cậy của mình là x ngang cộng trừ sigma chia căn n nhân cho z của alpha chia 2. Đúng không? Là xong thôi. Rồi mình thế số mình tính thôi, có hết rồi. Xong. À, còn trên đây nè, trường hợp này nè, không cho phương phối gì hết. À xin lỗi, có phương phối chuẩn rồi. Ha, có phương phối chuẩn rồi. Mẫu nhỏ, sigma cũng chưa biết. Như vậy thì cái khoảng tin cậy của mình có dạng là gì? X ngang cộng trừ S chia căn N cho T của N chiều 1, alpha chia 2. Trong đó S là trung bình mẫu, xin lỗi S là phương sai mẫu. Còn T, N chia 1, alpha chia 2 là giá trị tới hạn mức alpha chia 2 của phân phối student N chia 1 bằng tự do. Đây công thức có hết rồi, đúng không? Chỉ ráp vào thôi chứ có vấn đề gì đâu. Rồi, đó là bài 7 ha. Bài 8. Thầy ơi. Rồi em nói đi. Cha trên cái bảng này được không? Cha bảng nào? Ủa mà em cha đâu vậy? Ủa em cha đâu? Bây giờ em phải biết chứ. Bây giờ em đi tìm cái gì? Rồi nhưng mà phải cho thầy xem ở trên coi cái alpha là bao nhiêu chứ. 14 thì đó đúng rồi, nhưng mà alpha là bao nhiêu? Alpha đâu, thầy đâu thấy alpha đâu. Em phải cho thầy coi ở trên chứ alpha chứ. T đúng không? 0.975. Ủa bảng này ở đâu vậy? Em kéo xuống xíu nữa đi. Hai phẩy một bốn bốn tám đúng không? Cột thứ mấy? 1, 2, 3, 4, 5. Rồi em cứ lên trên xíu coi. Đây 0.975. Ồ, rồi cái bảng này em lấy đâu ra? Cái bảng gì nó khác à? Rồi thôi được rồi, coi như em làm đúng đúng không? Rồi các bạn này ok. Vậy thì cho em nửa điểm. Kim Nguyên đúng không? Dạ đúng rồi.
Rồi thành một nhé. Được nửa điểm bây giờ thành một. Thôi các bạn ở nhà làm tiếp đi. Bữa sau mình sửa tiếp. Là điểm danh là nghỉ. Đình Hiếu thấy có nè. Rồi Việt Hùng. Việt Hùng có nè. Thành Nhân có nè. Kim Nguyên làm bài rồi nè. Văn Nam. Văn Nam vắng. Đức Mạnh. Chưa có. Lâm Duy có. Gia Mẫn. Gia Mẫn vắng. Quân Khánh có. Rồi thấy rồi. Công Hưng có. Dạ có. Trung Nguyên. Dạ có. Nhật Hạ. Không có. Đông My. Dạ có. Đông My có. Rồi. Đức Trung. Duy Khang có. Quang Nhật. Quang Nhật không có. Hoàng Việt. Hoàng Việt vắng luôn. Minh Thi. Dạ có. Vĩnh Thịnh. Hải Đăng có nè. Duy Phước không có. Cao Sơn có. Thôi các bạn nghỉ đi. Thứ tư mình tiếp.